sáng 10 tháng 6 tại Trung tâm Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Ban tổ chức Giải bóng đá thiếu niên Nhi đồng Cúp báo Nghệ An long trọng tổ chức lễ khai mạc mùa giải năm 2016. Tới dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh. Về phía ban tổ chức có các đồng chí Phạm Thị Hồng Toan, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập báo Nghệ An, Trưởng ban tổ chức giải; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó ban tổ chức giải, cùng đại diện các nhà tài trợ, lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, cán bộ, nhân dân và vận động viên các huyện tham dự giải đấu. Giải bóng đá thiếu niên Nhi đồng Cúp báo Nghệ An lần thứ 20 có sự tham gia của 350 cầu thủ thuộc 31 đội bóng đến từ 21 huyện thành thị trong tỉnh, trong đó có 21 đội bóng nhi đồng và 10 đội bóng thiếu niên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập báo Nghệ An, Trưởng ban tổ chức giải khẳng định, trong suốt 20 năm qua, giải bóng đá thiếu niên Nhi đồng Cúp báo Nghệ An đã trở thành sân chơi bổ ích được chờ đón hàng năm. Giải không những tạo ra phong trào tập luyện bóng đá, nâng cao thể lực, thể chất cho các em thiếu nhi, mà còn góp phần đào tạo nên nhiều cầu thủ tài năng cho câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An, đội tuyển quốc gia. Giải tiếp tục nhận được sự quan tâm và đồng hành của các nhà tài trợ, được chào đón gần 400 cầu thủ, trong đó có hơn 100 cầu thủ không chỉ đá bóng hay mà còn học rất là giỏi. Với những thành công rực rỡ suốt 19 mùa giải qua và những dấu ấn sâu đậm mà các nhà tổ chức đã tạo được trong nhiều năm, sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí trung ương, địa phương, sự đồng hành của các nhà tài trợ, đặc biệt là sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, tin rằng giải đấu sẽ diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thỏa niềm đam mê của các em thiếu niên nhi đồng. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo Nghệ An lần thứ 20. Là năm kỷ niệm tròn 20 năm thành lập giải, ban tổ chức đã tiến hành các nội dung tri ân những người đặt nền móng và có nhiều đóng góp to lớn cho các thành công của mùa giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo Nghệ An.